Bà con biết bơ hết rồi đúng không? Nhưng mà ai không biết bơ, nhưng mà bơ có bệnh gì mà không ăn được bơ? Bởi vì bơ nó tốt, nhưng mà có những người ăn vào thì cái chứng bệnh mình nó sẽ nặng thêm. Không ăn được đó là bệnh gan, dù gan yếu, mẫn cảm, đang giảm cân, tiểu đường, bệnh tim, ung thư, bệnh thận, viêm khớp, tâm thần, dị ứng, đang cho con bú, ăn kiêng là những người không ăn nha bà con ơi, đang cho con bú, còn có bà bầu nữa nha bà con. Những người không ăn được bơ là ăn là bổ sung gan, yếu gan yếu, mẫn cảm, giảm cân, tiểu đường, bệnh tim, ung thư, bệnh thận, viêm khớp, tâm thần, dị ứng, đang cho con bú, bà bầu cứ mà bà bầu đó, ăn kiêng đó, mà ăn kiêng là không ăn được bơ, chứ không phải là bơ nó tốt ăn được hết nha bà con. Từ từ còn nó có bơ có lợi cho sức khỏe nè, bơ có lợi cho sức khỏe khi người lớn người ta ăn một ngày là nửa trái, ăn 6 ngày, nghỉ một ngày thì nó giảm được huyết áp, trẻ em phần tư trái thôi nha, đó nó giảm được huyết áp nè, hội chứng tiền hóa nè, đó tim mạch nè, nó giảm nguy cơ đột tử, wow, tốt quá, còn giảm cân nữa, ngăn ngừa được ung thư, nó bảo vệ được cho xương khớp của mình chắc khỏe, nó tăng khả năng miễn dịch, làm cho đường ruột mình tốt, thị giác mình nhìn tốt, và như vậy là nó tốt lắm bà con ơi, như vậy nó bổ sung được đường não nha bà con ơi, xin chúc bà con ăn bơ vui, trẻ, khỏe, đẹp nào, xin chào, woo.